Ukraine tấn công vào Kursk để làm gì? Đây là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi và mỗi phân tích lại có một câu trả lời khác nhau. Nếu nói đơn thuần về mặt quân sự, để Ukraine gây đột biến tạo bước ngoặt trong thế trận trước Nga nhằm khởi đầu cho kế hoạch chiến thắng của Ukraine như cách mà Tổng thống Zelensky mới công bố thì thật quá khiên cưỡng. Giống như phân tích vào video liền trước của tôi, về mặt quân sự với tham vọng chiến thắng Nga thì chiến dịch tại Kursk là một thất bại. Thế nên khó có thể nói rằng chiến dịch tại Kursk là chiến dịch liên quan đến quân sự đơn thuần, một kế hoạch tác chiến nằm trong tổng thể thay đổi cục diện chiến trường như cách Ukraine nói. Thế thì mục đích đằng sau của việc Ukraine triển khai tấn công vào Kursk là gì và nó có phải là mục đích thay đổi cục diện chiến trường hay không? Trước tiên chúng ta phải xem rằng Ukraine đã nhận được những phản ứng ra sao sau khi triển khai chiến dịch tấn công Kursk. Rõ ràng đây là một liều thuốc tinh thần dành cho truyền thông khi một lần nữa các dòng tiêu đề lớn về Ukraine được xuất hiện liên tục ở các trang nhất của các tờ báo phương Tây. Với loạt bài về chiến thắng bất tử của Ukraine tấn công qua lãnh thổ Nga, rằng quân Nga yếu đuối, quân Nga đã cạn kiệt sức lực, Ukraine chứng minh rằng mình có khả năng chiến thắng Nga, đập tan những lời bình luận rằng Nga là một đối thủ mà Ukraine không thể thắng. Một cơn bão nâng tầm chiến thắng của Ukraine càn quét qua phương Tây. Tiếp nữa là thông qua chiến dịch này của Ukraine, các chính khách hàng đầu của các tổ chức phương Tây, ví dụ như bác sĩ phụ khoa của chúng ta, bà Ursula von der Leyen, đã nhanh chóng mở lời kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Rồi đến ông Joseph Borrell cũng ngay lập tức triệu tập các cuộc hội nghị về việc tài trợ cho Ukraine. Rồi phản ứng từ các nước dự hội khác như Anh, Ba Lan, Mỹ đều ca ngợi chiến thắng của Ukraine và tiếp tục khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine để đánh bại Nga, v.v. Đó là những thứ mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy được về mặt bề nổi. Rõ ràng, chiến dịch vào Kursk của Ukraine một lần nữa đã kéo sự chú ý của công chúng phương Tây về phía chiến trường và một lần nữa thể hiện được rằng hãy tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chúng tôi thực sự có thể chiến thắng Nga. Tại đây, tôi xin lưu ý với các bạn về hai từ chiến thắng đang được sử dụng. Nó có thể là đang nói về một chiến thắng toàn diện trước Nga của Ukraine, nhưng nó cũng có thể đang nói về một chiến thắng trong một trận chiến trước Nga. Không ai có thể biết được chứa đựng trong từ chiến thắng nhằm tung lên truyền thông và tung ra cho các nhà tài trợ của Ukraine mang hàm nghĩa gì. Nhưng theo tôi, từ chiến thắng này mang hàm nghĩa rằng Ukraine không chỉ có mỗi thua trận mà cũng có thể thắng trận, từ đây làm gia tăng vị thế và khả năng của quân đội Ukraine không phải là một đội quân lép vế, có thể chơi với Nga tới cùng một cách công bằng. Nhận định này có thể dẫn tới điều gì? Chúng ta hãy tiếp tục. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Ukraine lại tiến hành triển khai chiến dịch Kursk vào thời điểm này? Theo cá nhân tôi, lý do Ukraine chọn thời điểm này là bởi dự đoán trước được sự suy yếu trong lớp phòng thủ đầu tiên của Ukraine tại chiến trường Donbass có thể dẫn tới sự sụp đổ của lớp phòng tuyến này. Nếu tiếp tục kéo dài thì Ukraine sẽ buộc phải rút dần về các tuyến phòng thủ tiếp theo và Nga sẽ chiếm lĩnh thêm một số khu vực quan trọng như Torez. Đặc biệt, sau khi thất thủ tại Adepka, trong vòng 6 tháng vừa qua, Ukraine đã để cho quân đội Nga mở rộng khu vực kiểm soát và áp sát thành trì quan trọng là Pokrov. Hay nói ngắn gọn lại là tại mặt trận trong năm 2024, Ukraine có khả năng mất trắng thành quả trong mùa hè năm ngoái bởi những khu vực chiếm được dần dần đã bị Nga chiếm lại và Nga đã mở rộng ra những khu vực lớn khác. Một năm không có thành quả tất nhiên là một thảm họa trong việc báo cáo thành tích với các chủ đầu tư của Ukraine. Thế nên họ cần có một tiếng nổ lớn và Kursk được chọn. Hơn nữa, thời điểm này khi tấn công vào Kursk và chiếm được diện tích khoảng 1.000 km2 thì chỉ còn vài tháng nữa là tới mùa đông. Ukraine cần cố gắng bám trụ trên đất Nga cho tới khi mùa đông đến và mọi thứ đóng băng để tạo được một thành công có vẻ bền vững, giúp cho lý thuyết về việc Ukraine đang cố gắng tạo lợi thế với Nga trên bàn đàm phán. Vâng, là bàn đàm phán. Chắc các bạn không ngạc nhiên về việc hiện nay người ta đang nói nhiều về đàm phán đúng không? Không chỉ từ những người yêu hòa bình mà còn từ phương Tây đang nói nhiều về việc đàm phán. Và đây chính xác là mục tiêu đầu tiên khi Ukraine tấn công Kursk, đó là để nói về chuyện đàm phán. Nhưng khi thấy người ta nói nhiều về việc đàm phán, đặc biệt là đến từ phương Tây, thì mục đích sẽ không như vẻ bề ngoài đâu. Chúng ta biết rằng trong năm 2024, đặc biệt là mùa hè vừa qua, thời điểm tôi mất tích 6 tháng vì bệnh và các bạn đồn đại rằng tôi đã bị CIA, Mossad mời đi uống trà, thì trong thời điểm này, đánh dấu từ lúc Ukraine đánh mất Alipka thì hầu như sức mạnh của Ukraine không thể hiện được gì nhiều. Có thể nói một cách nhẹ nhàng rằng Ukraine lép vế trước Nga và không có tư cách nói chuyện đàm phán với Nga. Nhưng một tháng trở lại đây khi Ukraine tạm thời cầm được 1.000 km2 đất của Nga, khi truyền thông phương Tây tỏ ra phấn khích về chiến thắng long trời lở đất của Ukraine trước Nga thì người ta tự nhiên sẽ thấy rằng Ukraine hiện nay có tư cách ngồi ngang hàng nói đến chuyện đàm phán với Nga. Hay nói cách khác, giờ đây Ukraine có vốn liếng để trao đổi với Nga chấm dứt chiến tranh. Ukraine tấn công vào Kursk
cố gắng giữ nó tới mùa đông và tạm thời đóng băng vùng đất này, bắt cóc nó trong tay làm vốn liếng trong một thời gian dài để dành thời gian cho đàm phán. Nghe có vẻ tư cách đàm phán của Ukraine đã trở nên sáng sủa rồi đúng không? Vậy mục đích có phải chính là để hướng tới đàm phán hòa bình hay không? Chúng ta hãy tiếp tục. Nên nhớ rằng đây là cuối năm 2024 và các bạn có nhớ thời điểm này có vấn đề nào ngoài các cuộc chiến đang gây chú ý trên thế giới không? Vâng, đó chính là các cuộc bầu cử. Điển hình nhất là bầu cử Mỹ, và chúng ta biết được rằng câu chuyện Ukraine là một trong những nút thắt cực lớn đối với các đảng cầm quyền hiện nay. Cuộc chiến Ukraine hiện nay khiến châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung gánh những hậu quả ít nhiều dành cho cử tri, bao gồm các vấn đề về kinh tế xã hội không được thuận lợi, các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi nhằm vào đảng cầm quyền. Vậy nên, ngoài việc cố gắng áp chế các đảng đối lập, ví dụ như cách mà Đức đang làm với đảng AfD, thì phương Tây cần một lý do xuống thang dù trên danh nghĩa để làm dịu đi sự phản đối của một bộ phận người dân. Điển hình nhất là Thủ tướng Đức, mới đây sau khi Ukraine tấn công Kursk thì ông cũng đã công khai thể hiện quan điểm về việc ủng hộ một giải pháp đàm phán. Cũng như người Ukraine và phương Tây cũng có ý muốn Nga sẽ xuất hiện tại hội nghị hòa bình sắp tới của Ukraine. Hội nghị mà phương Tây và Ukraine đã tổ chức nhiều lần bàn về hòa bình của Ukraine nhưng chưa bao giờ có mặt Nga. Bởi sau sự bùng nổ trên truyền thông về chiến thắng của Ukraine thì người ta tin rằng hiện nay Ukraine có tư cách nói chuyện đàm phán và phương Tây cũng đang rục rịch lên ý kiến này. Có vẻ như cuộc chiến ở Ukraine đã có một lối thoát và các đảng cầm quyền phương Tây đang bắt đầu quay lại với tiếng nói của người dân rồi đúng không? Tuy nhiên, khi nhắc tới đàm phán thì ngoài câu chuyện tự sướng của phương Tây, bên còn lại chính là Nga. Bản chất thì Nga chưa bao giờ nói đến chuyện từ chối đàm phán, mà chính phương Tây mới là người giữa đường bắt Ukraine đứt gánh. Thế nên cánh cửa đàm phán luôn mở. Tuy nhiên, cánh cửa mở không đồng nghĩa với việc thích bước vào thì bước và thích bỏ đi thì bỏ. Thế nên hiện nay, Nga luôn nói rằng họ chưa bao giờ cắt đứt con đường đàm phán. Tuy nhiên, việc đàm phán này còn phụ thuộc vào những điều khoản, và những điều khoản hiện nay chưa thấy bất cứ đề nghị nào. Nên việc bước vào phòng đàm phán vẫn chưa thể diễn ra. Đặc biệt là ở bối cảnh hiện nay, phương Tây và Ukraine mới là người đang nôn nóng, còn Nga vẫn bình bình mà tiến. Vậy thì con đường đàm phán không chỉ mỗi mình phương Tây nói thành công là sẽ thành công, và tình hình địa chính trị hiện nay, chiến cuộc trên chiến trường hiện nay chưa đến lúc ngã ngũ, kể cả Ukraine có tấn công qua Kursk vẫn không phải là một điều gì quá khủng khiếp để ép Nga chấp nhận đề nghị đàm phán của phương Tây. Vậy họ đang nói tới đàm phán nào? Theo tôi, đây là thời kỳ quá độ với điểm mấu chốt là kỳ bầu cử. Để những kế hoạch của phương Tây vẫn tiếp tục diễn ra thì họ cần một đội ngũ để tiếp tục thực hiện các kế hoạch đó, và cuộc bầu cử của phương Tây phải đảm bảo được rằng chính quyền tiếp theo tiếp nối được các kế hoạch hiện tại. Chính vì thế, họ vẫn cần một khoảng thời gian để vừa lòng một bộ phận cử tri phản chiến, qua đó kết hợp với các biện pháp khác như gây khó cho các đảng đối lập để tăng cường khả năng những đảng cầm quyền hoặc những ứng cử viên có xu hướng tiếp diễn kế hoạch sẽ lên nắm quyền. Như vậy, Ukraine đánh vào Kursk để tạo ra một chiến thắng lấp đầy những thất bại trên chiến trường, qua đó tạo ra một khoảnh khắc cân bằng giúp người ta nói về chuyện đàm phán. Nhưng khi nói đến chuyện đàm phán kiểu một chiều như vậy thì mục tiêu không phải thực sự là thực hiện kế hoạch đàm phán nhằm tìm ra biện pháp hòa bình cho Ukraine, mà là nhằm tạo ra khoảng giãn trong dư luận nhắm tới những cuộc bầu cử chuyển tiếp trong năm nay. Nếu các bạn nhìn theo cách này thì mới có thể giải thích được sự mâu thuẫn trong những hành động diễn ra đồng thời, đó là vừa nói đến chuyện đàm phán nhưng lại nói tới chuyện tiếp tục cung cấp vũ khí và đang tiến hành cấp phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây nhắm vào lãnh thổ Nga. Và đây chính là mục tiêu thứ hai quan trọng hơn của chiến dịch tấn công Kursk, tăng cường sức ép để kiểm tra giới hạn của Nga một cách chậm rãi. Chúng ta biết, mới đây Tổng thống Zelensky đã tuyên bố rằng Ukraine đã trình bày kế hoạch đảm bảo một chiến thắng trước Nga. Ngay sau đó, vào đúng ngày 11 tháng 9, ngay trong khi cả nước Mỹ đang tưởng niệm nạn nhân, thì Ngoại trưởng Mỹ đã trực tiếp tới Kiev. Và trong thời gian ngắn sau đó, Tổng thống Zelensky lại tuyên bố rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Ở đây bao gồm cả việc hỗ trợ thêm vũ khí, cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây công khai đánh vào lãnh thổ Nga. Phản hồi của Mỹ ngay sau ngày 11 tháng 9 mới chỉ dừng lại ở việc cấp cho Ukraine thêm 700 triệu USD để thực hiện các công việc tái thiết như rà phá bom mìn, hay nói cách khác là đưa tiền sang ăn miếng bánh tái thiết đã. Còn đề nghị của Kiev vẫn cần phải đánh giá lại, bởi vì Mỹ cần xem rằng Nga sẽ làm gì và các đồng minh của Mỹ sẽ sẵn sàng ở mức độ nào. Đó có lẽ là mục tiêu chính trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ, xác định điều mà Ukraine cần, xác định sự sẵn sàng của các đối tác phương Tây để tiếp tục tăng cường thử thách giới hạn của Nga, mà bước tiếp theo ngay sau khi đánh vào lãnh thổ Nga có thể là công khai cho phép sử dụng vũ khí phương Tây. Hiện tại vẫn như thường lệ, Nga liên tục đăng đàn tuyên bố về các biện pháp đáp trả mang tên hột nhãn. Lần nào cũng vậy nhưng chưa thấy hột nhãn nào rơi vào đầu của bất cứ ai ở phương Tây. Điều đó có nghĩa các lằn ranh của Nga đang bị xé dần. Và các nhà phân tích ở phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Zelensky đã từng nói rằng
cuộc xâm nhập thành công của Kiev vào đất Nga cho thấy rằng các lằn ranh đỏ hiện tại và các hạn chế khác đối với các hoạt động quân sự của Ukraine nên bị bãi bỏ và phương Tây nên để Ukraine chiến đấu với Nga theo bất kỳ cách nào họ muốn. Theo lập luận này thì nếu quân đội Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ Nga mà không gây kích động phản ứng leo thang từ Nga thì điều đó chứng tỏ rằng Tổng thống Putin chỉ là một con hổ giấy và những lời đe dọa trước đó của ông về việc leo thang, bao gồm cả những lời ẩn ý sử dụng hột nhãn, chỉ là những lời nói suông mà bây giờ đây đã bị vạch trần. Bạn có thấy rõ ràng ở đây không? Phương Tây vẫn kiên trì với kế hoạch khiêu khích giới hạn của Nga. Nếu các bạn đã xem video phân tích 6 tháng trước của tôi về câu chuyện Tổng thống Pháp đưa quân sang Ukraine và Anh cũng muốn làm điều tương tự thì các bạn sẽ thấy một quy trình từng bước một leo thang của phương Tây. Nga nói phương Tây gây ra cuộc chiến Ukraine thì phương Tây trực tiếp hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Nga nói phương Tây gửi vũ khí là ủng hộ Ukraine chống lại Nga thì phương Tây không ngừng gửi vũ khí. Nga nói phương Tây gửi quân đội sang Ukraine là trực tiếp chống lại Nga thì phương Tây sẽ bàn tới việc đưa quân sang. Và cũng có quá nhiều bằng chứng cho thấy thực sự quân phương Tây bao gồm Đức, Ba Lan, Pháp, Anh, Mỹ đã có mặt và thực hiện nhiệm vụ ngay trên tiền tuyến. Nga nói phương Tây trực tiếp tham chiến là chống lại Nga, thì thực tế mọi thiết bị hiện đại được phương Tây cung cấp như tên lửa đều được binh sĩ phương Tây lập trình mục tiêu và cũng được phương Tây cung cấp tình báo. Nga nói rằng đụng vào lãnh thổ Nga thì sẽ phải đáp trả bằng hột nhãn và giờ đây Ukraine đã trực tiếp đánh qua lãnh thổ Nga. Hột nhãn đâu rồi? Nga nói rằng phương Tây đang trực tiếp đối đầu với Nga, sử dụng vũ khí phương Tây đánh vào lãnh thổ Nga. Thì giờ đây, người ta đang xin quyền công khai dùng vũ khí phương Tây đánh vào lãnh thổ Nga thật. Từng bước, phương Tây đang thăm dò Nga, từ việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, quân nhu, tài chính từ đầu cuộc chiến, tới gửi vũ khí cá nhân, tiếp tục là các vũ khí hàng nặng, rồi các vũ khí tầm xa như các loại tên lửa, rồi tiêm kích, tiếp tục là gửi trực tiếp quân sang Ukraine chống lại Nga, giờ là đánh qua lãnh thổ Nga một cách công khai, và tiếp theo sau đây có thể là việc cho phép công khai sử dụng vũ khí NATO đánh vào Nga. Từng bước một, Mỹ và đồng minh đang xé rách hết lần này đến lần khác các lằn ranh đỏ của Nga để xem rốt cuộc Nga có dám chơi hột nhãn hay không. Có thể bước tiếp theo sẽ là một lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia châu Âu công khai đổ bộ vào Ukraine và tiếp tục làm Nga suy yếu chăng? Nên nhớ rằng hiện nay các hoạt động leo thang không dính dáng tới danh nghĩa NATO mà là các nước thành viên ở châu Âu với quan hệ song phương với Ukraine. Điều này nhằm giúp về mặt chính danh Nga không có cớ nhắm vào NATO, nhưng nếu Nga tấn công một trong các nước NATO thì NATO có thể đánh hội đồng Nga. Đây là một mẹo để vừa không thể khiến Nga coi NATO đang tham chiến, lại vừa có thể đe dọa Nga về điều khoản phòng thủ tập thể nếu Nga có ý đồ bất chính với bất cứ thành viên nào. Tới đây các bạn phải lưu ý rằng cái hột nhãn nho nhỏ như vậy nhưng chức năng chủ yếu của nó là răn đe chứ không phải mang ra dùng. Tình hình chiến sự hiện nay ở Ukraine không đủ để Nga sử dụng hột nhãn bởi vì Nga vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Trừ khi Nga bắt đầu thua thảm, lãnh thổ Nga bị uy hiếp không có sức phản kháng, đất nước Nga trên bờ sụp đổ thì lúc đó mới tính đến chuyện có chơi hột nhãn hay không. Và Mỹ cũng rõ ràng điều này, chính vì thế mới liên tục thăm dò giới hạn của Nga. Và nên nhớ, mục tiêu của phương Tây là làm Nga suy yếu, chứ không phải là muốn đồng quy vô tận cùng nhau. Với mục tiêu này thì Mỹ cần phải xem rằng làm tới mức độ nào là phù hợp, không khiến chính mình rơi vào cuộc chiến với Nga. Chà, các bạn thấy những lời giải nghĩa này của tôi có chấp nhận được không? Tóm lại sẽ như sau, Ukraine kết hợp với phương Tây triển khai kế hoạch tấn công vào Kursk không phải vì mục tiêu thuần quân sự, hay nói nặng nề hơn là đánh đổi mục tiêu quân sự, dấn thân vào một vùng đất không làm thay đổi cục diện chiến trường cùng với các chiến binh của mình để đổi lại những điều sau. Điều thứ nhất, Ukraine tạo cho mình một chiến thắng trong bối cảnh năm 2024 thất bại trên chiến trường chính, cũng như cố gắng giữ vững thành quả qua mùa đông, qua đó sẽ thu hút lại sự chú ý của thế giới, đồng thời thể hiện được vai trò sẵn sàng phối hợp của mình để thực hiện các mục tiêu của phương Tây. Điều thứ hai, kéo sự chú ý vào Ukraine với tâm thế Ukraine đã có tư cách đàm phán, nhưng mục đích không hẳn là hướng tới việc đàm phán mà hướng tới một sự giảm nhiệt dành cho các chính trị gia phương Tây trong cuộc bầu cử sắp tới, kéo giãn thời gian nói tới đàm phán đến khi các chính quyền mới được bầu ra. Điều thứ ba, có thể là điều quan trọng nhất cho các kế hoạch tiếp theo của phương Tây, đó là thăm dò giới hạn của Nga từng bước một. Và bước đi trong chiến dịch Kursk là vô cùng quan trọng. Phương Tây muốn xem Ukraine đánh vào lãnh thổ Nga thì phản ứng của Nga sẽ ra sao, để sau khi cuộc bầu cử thành công, các chính quyền ổn định qua mùa đông tới mùa xuân thì sẽ triển khai các kế hoạch tại Ukraine thông qua những thăm dò hiện nay. Thưa các bạn, hy vọng về cuộc đàm phán được phương Tây mới nhóm lên thực chất lại không phải như vậy. Cuộc chiến tại Ukraine chắc chắn sẽ không kết thúc trong một thời gian một vài tháng hay một năm tới, mà sẽ tiếp tục là cuộc chiến dai dẳng. Chúng ta cùng chờ xem giới hạn cuối cùng của Nga là tới đâu, điểm sụp đổ của phương Tây là đến khi nào, bởi vì chỉ khi một trong hai bên thất thế hoàn toàn, hoặc là cả hai bên ở tư thế đánh hay không đánh cũng chẳng có giá trị về mặt địa chính trị, thì lúc đó chúng ta mới nhắc tới cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh.
Mà với trường hợp một trong hai bên sụp đổ thì dưới sự giúp đỡ từ phương Tây, Ukraine còn người sẽ vẫn còn tiếp tục đánh. Cũng với sự giúp đỡ của phương Tây dành cho Ukraine thì Nga cũng chẳng thể thất thế. Và Nga cũng chẳng dại gì để đánh phủ đầu với một chiến thắng toàn diện, bởi mục tiêu của Nga vẫn là phương Tây chứ không phải là chiến tranh để thắng Ukraine. Còn trường hợp thứ hai đó là khi có đánh hay không đánh nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến chính trị, thì lúc đó là lúc thế giới ổn định ở vị trí đa cực mới, và để đạt được sự ổn định chính trị này thì thời gian sẽ còn rất dài. Vậy nên cuộc chiến tại Ukraine sẽ tiếp tục các nốt thăng trầm và sẽ còn dài lắm nữa mới có cơ hội kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.